Ánh Quyên, Xuân Thọ cùng âm nhạc với bạn và tôi. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. À, tôi có một điều đang rất muốn nói ngay với các bạn đây các bạn ạ. Cái gì đấy? À, đó là chị Quyên sẽ có một món quà tặng các bạn yêu mến Hà Nội ngay bây giờ. Trời ơi, tôi đang định giữ bí mật thì Thọ lại làm lộ rồi. À, thế cho nên là... tôi đành phải cho các bạn biết ngay đây. À, nhưng trước tiên thì anh Quyên xin được nhắn với các bạn đang nghe âm nhạc với bạn và tôi là bạn nào yêu Hà Nội, yêu những ca khúc về Hà Nội thì hãy điện thoại chia sẻ với chúng tôi nhé. Thế thì còn bây giờ nào? Vâng, còn bây giờ thưa các bạn, năm 2000 nhạc sĩ Hoàng Hiệp cùng với 8 nhạc sĩ đã được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh. Và cũng vào dịp này thì báo Lao Động đã tổ chức bình chọn những bài hát hay viết về Hà Nội. Và bài hát Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã được nhiều thính giả bình chọn nhất. Vâng, và trong những ngày tháng tràn ngập niềm vui ấy thì chị Ánh Quyên của chúng ta đây đã trò chuyện cùng với nhạc sĩ Hoàng Hiệp và đã được nhạc sĩ chia sẻ niềm vui của mình với các thính giả yêu mến ông và cả ca khúc Nhớ Hà Nội của ông nữa. Và sau đây thì các bạn sẽ cùng nghe lại phần trò chuyện này nhé. Phải nói rằng đối với tôi là hai cái tin vui đó đến cùng một lúc đó thì tất nhiên là bản thân tôi rất là sung sướng, cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi biết rằng là khán giả cũng là cảm thông với tác giả về những điều mình đã nói lên trong bài hát Nhớ về Hà Nội. Bài hát này đó tôi viết để mà đền đáp lại cái công ơn của Hà Nội. Trước đó 20 năm đã nuôi nấng, đã giúp tôi từ một nhạc sĩ bình thường trở thành một cái nhạc sĩ mà chuyên nghiệp. Vâng, thế vậy thì nhân dịp này thì nhạc sĩ có muốn nhắn nhủ điều gì với những thính giả đã yêu mến ông ạ? Tôi chỉ tỏ lòng rất là biết ơn những khán giả đã bình chọn cái bài hát Nhớ về Hà Nội là cái một trong những bài hát hay nhất của cái đợt bình chọn này. Xin cảm ơn nhạc sĩ ạ. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đàn bó, một thời hòa bình. Phố thâm nghiêm giờ bóng cây, tiếng ve dù những trưa hè. Và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối. Ôi nhớ gương xoay thoáng, nơi tháp rùa nghiêng soi bóng. Thành phố thăng long hồ nước non thiêng, còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng.
Vừa nghe những tâm sự của nhạc sĩ Hoàng Hiệp cùng ca khúc Nhớ về Hà Nội của ông do ca sĩ Hồng Nhung trình bày. Tôi muốn chương trình âm nhạc với bạn và tôi hát cho tôi nghe bài hát về cây lúa, bài hát do Kiều Hương hát. Tên tôi là Nguyễn Thị Lan ở thôn Lan Hương, xã Tân Hương, Yên Bình, Yên Bái. Chúng ta sẽ cùng nghe với bác Lan ca khúc hát về cây lúa của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Kiều Hương trình bày. Hát bài ca ngợi cả cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Từ bàn tay xưa cây trong gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn. Từ đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Và không có đất vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày. Và bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé, không mang nổi người gánh thóc nặng. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày thóc lúa chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng. Bàn tay quê hương tháng ngày yêu thương, bàn tay chiến đấu, bàn tay kiến thiết sắp xếp giang sơn. Những bàn tay anh dũng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu đem dâng cho người yêu, trong gian khổ hạnh phúc tươi rồi. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai
trong gió bấc, chân lội buồn sâu dưới trời mưa phùn, từ đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Và không có đất vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng, đường lớn bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Em nhờ chương trình âm nhạc với bạn Tuấn Tôi có thể phát giúp em bài hát bài ca may áo để gửi tặng tới tất cả các bạn đồng nghiệp làm trong ngành may của em ạ. Cùng hoàn cảnh đi làm công nhân xa nhà như em ạ. Em là Vĩnh ở Bắc Giang ạ. Em chia sẻ với chị cũng như các bạn về cuộc sống lao động của các em bây giờ đi. Dạ, em đi làm công nhân may, với cuộc sống lao động nó cũng không có nhiều thời gian ấy, hơi vất vả một chút. Mọi người cũng rất muốn là có nhờ chương trình âm nhạc và tôi thì cũng được giải trí một chút và cho thoải mái tư tưởng. Bạn Bính ơi, chắc là lúc này bên chiếc máy khâu các bạn đang vừa miệt mài với công việc của mình mà lại vừa lắng nghe âm nhạc với bạn và tôi, có đúng không nào? Vâng, và để niềm vui của các bạn thêm vui thì âm nhạc với bạn và tôi sẽ kể cho các bạn nghe về bài hát bài ca may áo đã được ra đời như thế nào qua bài viết của nhạc sĩ Nguyễn Đình San nhé. Vâng, nhạc sĩ Xuân Hồng viết bài ca may áo sau một lần nhạc sĩ chứng kiến bàn tay mềm mại của các cô gái thoăn thoắt may áo gửi ra chiến trường cho bộ đội giải phóng. Nhìn thấy các cô gái vô cùng hạnh phúc khi dệt từng đường kim mũi chỉ, tạo nên những tấm áo nghĩa tình gửi cho chiến sĩ, trong ông vang lên ý nhạc với những lời ca. Chiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng, mưa rét run người, nắng sẫm màu da. Tấm vải ta làm ra mảnh áo là chiến sĩ quyết tâm diệt thù. Ông viết liền một mạch, xong luôn cả bài các bạn ạ. Và bài hát ngắn gọn chỉ có một đoạn. Về chất liệu âm nhạc dễ nhận ra, bóng dáng làn điệu bậu lỡ thời, một làn điệu dân ca quen thuộc của vùng đồng bằng Nam Bộ. Nhưng ngay sau đó đã được tác giả phát triển, sáng tạo nên thành một giai điệu hài hòa, hoàn chỉnh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc bài ca may áo của nhạc sĩ Xuân Hồng do nghệ sĩ ưu tú Ái Xuân trình bày các bạn nhé. Thank you.
em muốn gửi bài hát của Quân Bi, bài hát Cảm ơn ấy. Em muốn gửi đến các bạn của em là Tiến, Hằng, Nghị, Trọng, Giang, Huy. Với lời nhắn là mình thấy rất vui khi nói được với các bạn lần cuối khi mình sắp đi xa. Em tên là Mơ, em ở Hà Nội. Ngày trôi qua ngày, nhận ra quanh ta dường như biết bao điều đổi thay. Sao thời gian trôi thật mau, để giờ đây tôi thầm biết được rằng thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho tôi. Mãi mãi trong tôi những kỷ niệm khó phai. Dẫu ngày sau đi về đâu, nhưng lòng này tôi thầm muốn nói. Tận đây con tim chân thành vẫn muốn được hát lên. Cảm ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình đã cho niềm hạnh phúc ấm êm không những lo toan. Cảm ơn người dạy dỗ, cảm ơn người sinh thành để bây giờ khôn lớn bước qua bao đắng cay cuộc đời. Mãi mãi trong tôi những kỷ niệm khó phai. Dẫu ngày sau đi về đâu, nhưng lòng này tôi thầm muốn nói. Tận đây con tim chân thành vẫn muốn được hát lên. Cảm ơn bạn bè tôi, cảm ơn người dân ở bên tôi, dẫu khi tôi khóc tôi vui. Cảm ơn tình yêu ấy, cảm ơn cuộc sống này, để tôi được hát mãi với con tim rất chân thành. Và bây giờ thì mời các bạn cùng tới với Ký ức ngọt ngào của nhạc sĩ Phúc Trường do Thủy Tiên trình bày nhé. Ký
say nhưng sao em vẫn không thể quên được giấc mơ còn hoài trong em mới đây giờ đã xa rồi. Có những lúc em thầm nghĩ điều gì làm chúng ta phải xa nhau, vì em hay chính anh đổi thay người ơi, vội quên mau lời yêu ta trao hôm nào. Về trong đêm lạnh giá chỉ còn một mình, lặng bước trên những yêu thương đã xa mất rồi, tìm nơi đâu hạnh phúc ngọt ngào ngày nào, tìm nơi đâu để vơi đi bao khát khao. Làm sao quên được những nụ cười nhẹ nhàng đã khiến con tim em vui trong bao ngỡ ngàng. Làm sao quên ngày đó một thời nồng nàn mà giờ đây chỉ thấy bao nhiêu trái ngang. Yêu thương kia sợ vỡ tan. Từ hộp thư điện tử Hà Linh 376a@gmail.com, bạn Hà Linh đã gửi tới âm nhạc với bạn và tôi yêu cầu phát bài hát Nhớ do ca sĩ Mỹ Tâm hát để gửi đến bạn Nguyễn Văn Chí ở số điện thoại 0168931 5946 và với một lời nhắn. Vâng, và với một lời nhắn rất trữ tình như thế này, anh Quyên xin được đọc ngay. Vậy là tình yêu của em và anh đã được 5 năm rồi. Tuy em và anh ở cách xa nhau về địa lý, nhưng tình cảm vẫn mãi dành cho nhau, anh nhé. Em yêu và nhớ anh rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng chúc cho tình yêu của hai bạn luôn bền lâu các bạn nhé. Các bạn thân mến, bài hát Nhớ do ca sĩ Mỹ Tâm hát cũng là ca khúc kết thúc chương trình âm nhạc với bạn và tôi hôm nay.
Ánh Quyên, Xuân Thọ cùng âm nhạc với bạn và tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau. Một vì sao rớt xuống trong đêm như anh đến ôm em bên thềm, dường như em chỉ muốn anh thôi. Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói, anh như là gió vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi. Em đang ngồi đây mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi. Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng em không sao nên lời. Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh chưa vơi đi bao nỗi nhớ. Ôi em làm sao tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt. Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết. Ôi em làm sao vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới. Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về. Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi là em đã nhớ nhung anh rồi. Bài tình ca yêu hỡi hãy nghe những lời em nói. Yêu anh là nhớ, là chỉ biết đến những giây phút mong chờ. Anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ không nói. Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng em không sao nên lời. Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh chưa vơi đi bao nỗi nhớ. Ôi em làm sao tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt. Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết. Ôi em làm sao vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới. Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về. Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng em không sao nên lời. Lang thang trong cơn mưa tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ. Ôi em làm sao tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt. Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh khó thiết.